Sáng ngày 10 tháng 10, hàng trăm công nhân Bàng Hoàng khóc không thành tiếng vì chứng kiến xe máy của mình bốc cháy dữ dội. Khoảng 250 chiếc xe đã cháy rụi hoàn toàn. May mắn thay, không có ai bị thương ở thời điểm vụ việc diễn ra. Mới nhất, công ty nơi xảy ra vụ cháy bất ngờ này đã có phương án hỗ trợ công nhân giúp họ yên tâm trở lại làm việc. Với nhiều người lao động, có chiếc xe máy để làm phương tiện đi lại không phải là điều dễ dàng. Nhiều người còn phải tích góp vay mượn thêm để mua được một chiếc xe máy có thể nói với nhiều công nhân, xe máy là một trong những tài sản đáng giá nhất của họ. Theo thông tin từ công an tỉnh Nam Định, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 10 tháng 10, đơn vị nhận được tin báo xảy ra cháy tại lán để xe máy của công nhân trong khuôn viên công ty trách nhiệm hữu hạn may Jungle Smasher Việt Nam, địa chỉ tại Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Nam Định điều động 6 xe chữa cháy, một xe chỉ huy, một xe chạm bơm, một máy bơm chữa cháy và 50 cán bộ cảnh sát, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xuất hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến 8 giờ 25 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua xác định ban đầu, diện tích lán để xe máy của công nhân rộng khoảng 800m2. Đám cháy bùng phát từ vị trí giữa của lán để xe, diện tích cháy khoảng 400m2. Vụ cháy không gây ra thiệt hại về người, nhưng thiêu dụi khoảng 250 chiếc xe mô tô, xe máy điện. Các lực lượng tham gia đã cứu được hơn 700 chiếc xe máy. Chị Hằng, công nhân công ty Jungle Smashers Việt Nam kể lại, Tôi vừa vào làm được mấy phút thì nghe tiếng hô hoàn báo cháy. Tôi cùng mấy công nhân khác chạy ra thì phát hiện nơi tôi để xe đang cháy tôi cùng mấy người chạy lại mong đưa xe ra ngoài nhưng cháy lớn gió to tạt hơi nóng khói vào nên chúng tôi đành ra ngoài nữ công nhân tên phương cũng cho biết lúc đấy tôi nghe hô hoán chạy ra ngoài kiểm tra thấy xe mình nằm trong đám lửa tôi hoảng quá bụng thì mang bầu nên chẳng làm gì được tôi gọi điện báo cho chồng chồng động viên bảo coi như của đi thay người và dặn tôi không được đến gần đám cháy kẻo nguy hiểm cả mẹ và con sau khi ngọn lửa được dập tắt nhiều công nhân không cầm nổi nước mắt vì với họ chiếc xe máy là tài sản lớn một công nhân nước nở Lưu công nhân chúng tôi thì thấp Một chiếc xe máy mấy chục triệu chứ ít ỏi gì đâu Nhiều công nhân có mua xe trả góp Giờ chiếc xe bị cháy phương tiện đi lại không còn Lại còn mang đống nợ trên đầu nữa sau khi sự cố hỏa hoạn xảy ra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc có mặt tại hiện trường và có cuộc làm việc với ba lãnh đạo công ty May Jengers Masters Việt Nam. Ông Trần Anh Dũng nhấn mạnh: do chiếc xe máy là phương tiện tài sản lớn của anh chị em công nhân nên chúng tôi đã đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp sớm làm việc với cơ quan bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi công nhân người lao động ngoài ra xem xét để có hoạt động phù hợp cho anh chị em giúp họ vượt qua khó khăn yên tâm trở lại làm việc theo thông báo mới nhất về việc hỗ trợ phương tiện đi lại cho người lao động, từ ngày 11 tháng 10, công nhân viên nào sắp xếp được phương tiện đi làm, công ty trách nhiệm hữu hạn may Jungers Masters Việt Nam sẽ hỗ trợ 30.000 đồng một người một ngày nếu khoảng cách từ nhà đến công ty dưới 10 km, hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày nếu khoảng cách từ nhà đến công ty hơn 10 km. Đối với công nhân viên không chủ động sắp xếp được phương tiện đi làm, công ty sẽ có xe đưa đón về nguyên nhân cháy công ty trách nhiệm hữu hạn may Junkers Smashers Việt Nam đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ.